vẫn là mực với những chiều rất là cũ. Bạn ấy sẽ dùng cái bàn chân của bạn ấy để câu những con cá. Nhưng mà lần này đàn cá khôn rồi. Những con còn lại thì nó luôn luôn là trú dưới chân của bức tượng Phật, giống như thể là một cái sự che chở bao bọc. Thường thường là trong cuộc sống cũng như vậy, những cái kẻ nào mà yếu đuối thì cũng thường hay niệm trời niệm Phật, gọi cha gọi mẹ. Nó là những cái gì đó nó rất là linh thiêng. Ở đây thì mình thiết kế bức tượng Phật với những cây bồ đề. Nó giống như thể là một cái tích ngày xưa mà khi Phật là tu ở dưới gốc cây bồ đề. Nó cũng từ cái sự gian khổ đó mà trở thành Phật. Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề và Ngài đã nghĩ ra rất là nhiều những cái chân thiện cho cuộc sống này. Một cú đòn rất là sát thủ nhưng mà có lẽ đã không thành công. Bản năng của chó lai thì luôn luôn là săn bắt. Nhưng mà ở đây có lẽ mình phải dạy cho mực biết cách thế nào là chung sống hòa bình với cả những cái vật nuôi ở trong gia đình. Mực vào. 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 Ok. Rồi, các bạn ấy chuồng luôn. Những bé lại ở những khu bảo tồn sông Mã này rất là ngoan. Mỗi bé đều về đây với những hoàn cảnh khác nhau. Đa số là các bé đều là những cá thể nó rất là ốm yếu, gầy của bà con vùng cao chuyển về. Thì về đây thì sẽ rất mất nhiều thời gian để mà nuôi và dạy. Để làm sao cho các bé vừa khôn vừa đẹp. Khu bảo tồn của mình hôm nay thì anh em nhìn thấy nó đã xanh mắt hơn rất là nhiều. Đã có những đóa hoa nở trong khu bảo tồn. Đã có những cái cây nó vươn mình, nó lớn lên. Một cái khu bảo tồn mini này nhưng mà cũng nhìn nó rất là thiên nhiên gần gũi. Đây thì mình nuôi cả gà, cả chim, cả mèo. Phần lớn là đều là những cá thể mà mình thấy thương thì mình mua, mình cứu hộ về. Hoàn toàn là chó và gà, chim, tất cả mọi thứ ở đây thì đều là do mồ hôi công sức để làm nên cả. Mình cứu các bé, mình cũng không kêu gọi, không xin xỏ ai cả. Và tiền mình làm ra. Hết mực đi săn rồi, bây giờ lại đến con vàng. Bọn này phải rèn giũa lại từ đầu.